chiếc bạc đi. Và của sân khấu chúng em đã trang bị cho quý vị nhằm mục đích tránh mưa gió bão bùng nha quý vị nha. Còn thiên thạch hay là thiên tai gì đó thì không tránh được. Rồi bây giờ kính thưa quý vị khán giả, với mascot tiếp theo em xin bật mí cho quý vị cái tên như sau, bằng một câu thơ: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu đời rau răm. Phải vậy không? À dạ, nhưng mà trong câu thơ trên đề cập đến một loài cây, đó chính là cây cải thưa quý vị. Và mascot chúng ta trong ngày hôm nay đó chính là cây cải. Cha, cải mẹ, cải thầy, cải bà nội, ông bà ngoại. Trời ơi. Dạ, một chén tay đi không ạ? Dạ, xin cho mở trống to lên một chút xíu nữa. Dạ, cái trống. Rồi, ok ạ. Thank you.
điều đúng không quý vị? Vâng ạ. Vừa rồi nghe qua thì quý vị có thể đoán được là ai chưa ạ? Có quen không ạ? Vâng ạ. Mọi câu trả lời của quý vị ngay lúc này đều vô nghĩa. Dạ. Tại vì cuối chương trình chúng ta sẽ bắt đầu lướt mặt nạ những người này. Vâng ạ, và ngay bây giờ chúng ta sẽ không hỏi gì thêm với mắt tốt này. Với cả cha cả mẹ, xin mời cả cha cả mẹ tiến vào bên trong. Vâng ạ. Vô em đi, mình hát xong rồi vô nha. Trời ơi, dễ thương quá à. Dạ, vì gì nhìn tướng như bà lộ vậy.